nay chào cả nhà. Bữa nay sáng vô phải loại nước. Lạnh chân ở Mỹ nó kêu bằng loại nước ở đây nha. Sáng lạnh mà phải vô loại nước. We're on camera now. If you not smile, you not video. You not smile all the time. It's still 19 pesos. Good. I like that. Yeah, last year it was only 17. When you done, you tell people how many years you come here. How many years you remember you come here? Gosh, 8 probably. 8 years? Anh nói bà tới. When you opened. Yeah. Anh nói bà tới thì mình 8 năm rồi đó. Nè. Từ lúc mở tiệm tới giờ luôn. It's been a long time. Yeah. Time flies when you're having fun getting your nails done. Tôi lúc xem. Huh? Look you and her Sam, not all. Sam. Sam look like with you before. We look the same as 8 years ago. Yeah. I hope so. Yep. Smile all the time. You know where to from? Yeah, doesn't do you any good. Giờ là cho mọi người coi là cách rửa chân ở Mỹ ha. Phan để mình coi coi, mình check cái video coi có nó ok. Ok, cách rửa chân ở Mỹ như thế nào? Cái tên mình lấy chân lên thì cho ngâm, họ ngâm nước, xả nước xong rồi mình lấy chân lên. Mình sẽ bỏ cái cuticle. Subtinner hả? Là cái mà để cho mềm da. Và sau đó mình sủi cho da lên hết. Tại thường thường mấy người già đó, là mấy cô chú anh chị ở Việt Nam mới qua áo article áo áo. Oh, I'm sorry. That's correct. Cái này á mấy người già, và mấy người già họ rất là nhạy cảm với da họ, thì mình mà làm mạnh tay chút là họ sẽ đau liền. Với lại cái sủi da này á, nhìn mấy người già mình sủi vậy là đúng là làm sạch rồi. Khi mình rửa sủi da xong thì mình mình bỏ một chân xuống lại để cho họ ngâm nước á, nước ấm chân. Anh nhìn ở đây chỗ mình ở hơi bị lạnh lạnh rồi đó. Rồi sau đó mình đem lên mình cắt da. Mấy cô chú anh chị mà ở Việt Nam mới qua thì đừng có cắt da nhiều nha. Mình chỉ cắt những cái trắng trắng lên thôi. Còn giống như như mình làm lâu rồi á thì mình cắt á nhiều chút. Mà mình cắt da mình nữa cắt nhiều mình mới người già. Oh, I've got a little bag from here and there. Với lại thường thường nó có tỷ như mình đang làm nail gì nè cả nhà. Mà mình nhảy mũi hay là mình ho gì đó. Mình mới nhiều khi Việt Nam mới qua thì chưa biết. Nó là cái phép lịch sự nha. Cái mình cắt da xong rồi thì mình keep my pieces can be reused. You've got euros. Cắt đó là I still have money. Cắt bao nhiêu? Cắt ngắn hay là cắt ngắn bao nhiêu? Oh, that saw that red. I thought you were bleeding. How short? You want to cut? Cut little? Yeah. Oh, chop them all down, lady. Chop them all down. Yeah, just chop them all down. Why? You just sit in the chair when you said blood? Oh, now it's green. Now green? Now it's green. Now it's fungus. No, I was looking at her, see, I said, oh my gosh, she's her foot's bleeding. Yeah. Oh my God, my foot's bleeding. Oh, my bleeding. We'll make a funny video for you. What kind of pedicure I do for you today? What kind? Basic today? $250 for basic pedicure.
It's a bargain. Sau đó mình vỗ xếp móng rồi cả nhà. Mình cứ vỗ ngang thôi. Ở Mỹ thường là coi như 95%, 99% là vỗ ngang, que rồi cái round corner thôi. Ít chút gì nào thì làm vỗ bốn tròn nữa cả nhà. Thành ra tôi cũng chỉ cứ nếu mà mình không có biết á, nếu mà mình không có biết tiếng Anh nhiều á thì mình vỗ một ngón trước ha, vỗ một ngón trước, sau đó mình mới hỏi là như lúc ok. Yeah. Yeah. Là mình hỏi mình vỗ một ngón rồi mình hỏi họ là có thích không, họ nói thích thì mình cứ vậy mình làm hết một ngón thôi, cứ hỏi là họ có thấy ok không. You do basic and slack, that's $40, that's okay, right? Yeah. I know you are way open. Oh yeah, right. Get to the food, right? Với lại cả nhà biết không, ở Mỹ này đàn ông đàn bà cũng đi làm móng nữa. Thì giống như ngày nào có tiền thì làm thôi. Vậy thường thường á mà hai vợ chồng làm khác nghề nhau thì có khi có tình đi gặp nhau có vài ba tiếng người ra mình kêu xã làm chung với mình luôn để gặp nhau cả ngày chứ. Push people go back and then you can give them water. Okay. Làm xong rồi đó cả nhà, mình cắt da mình bớt phơi xong đó mình cho miếng dầu. Tại mùa đông ở chỗ mình nó lạnh, với lại ở chỗ nào cũng vậy, da nó khô. Rồi sau đó mình bớt. Here we go. I have to shave him before I leave. It's okay. For some winter time, warm up. Yeah. You know, see the chicken. Chicken have a lot hair. They keep warm up. Better. Chicken have better. That's why warm up. Winter time. Why not? The human need better. Warm enough. Plenty. When it grows long, it'll be better. Mà ở nhà biết không, thường thường người Mỹ á, mà họ lại làm chân á, mà họ nếu mà họ không có cạo lông chân là họ lúc nào cũng họ xin lỗi mình vậy. Mà xin lỗi là tại vì tao nó cạo lông chân tao được à, tao ngại á. Mình á thì mình tứ lông lắm, mình nói là con gà nó có lông để nó giữ ấm, còn bây giờ mình đang mùa vào mùa đông nè, bà cứ giữ vậy đi ha, cho nó ấm. Mắc cười quá trời. Thế mình làm cho khách làm chân á, cái mình có thời gian á, cái mình nói chuyện nó giúp cho cả nhà, à, giúp cho khách á họ vui vẻ, họ lại họ thích mình, họ lại hoài. Bảo khách mình ở đây nhầm người hỏi, nhầm người nói mình quay như vậy á, khách có ngại không, rồi họ có ấy có làm vậy là mắc khách không. Ở nhà cứ yên tâm ha. Tại vì mình ở đây cũng đã nghỉ lâu rồi, mình biết những cái gì mình nên làm, những cái gì mình không nên làm đó. Khách của mình là mình đã hỏi trước rồi, họ cho mình mới qua. Lại những người khách mình làm, họ đã tới mình mở 8 năm, 10 năm, họ ở đây 8 năm, 10 năm. Yeah. Cứ family thường thường là Mỹ họ sợ mình quay phim, họ không biết mình quay để làm cái gì thôi. Còn nếu như mình thân thuộc với họ, họ biết tính mình, tình mình á, họ biết mình người mình đàng hoàng, mình quay là do mình quay là chỉ về nghề nghiệp của mình thôi. Chỉ đơn giản mình nói là tôi quay tôi kiếm cho như bà một người đàn ông kia là đẹp trai giàu có, quay kiếm bạn trai cho. You gonna post you on the beauty handsome. Oh my gosh. No, I need for two days too late. I need Tony from Sam for when your
Boyfriend have a lot of money. Oh. Tức là he have 10 million, I have 2 million. Money from them. Oh, that's okay? I don't need another one. How many years? 50 years, right? What? That we've been married? Yeah. Well, actually, 30. If you want to, yeah, 38 in December. For done. Oh. Với lại, để cái video lần sau, giờ mình làm sắp xong rồi. Cái video, hẹn cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn cô chú anh chị lúc mới qua mà mình dùng sức nhiều quá mình bóp á sẽ bị rất là đau tay đau chân, để video lần sau mình sẽ hướng dẫn về cách massage để mình đỡ đau tay đau chân nha. Đau tay đau luôn khớp, đau tay đau luôn khớp mà mình sẽ chia sẻ cái cách mà để làm cho mình làm lâu một chút mà mình bóp không có đau nhiều. Cái đó là mình sẽ làm video kế tiếp. À, có một số người hỏi mình tại sao mà mình không có chà gót chân trước khi mình bóp á. Tại vì mình cắt da nhanh quá rồi mình chà gót chân, cái da chân chưa có mềm. Ra, nếu mình chà không có sạch, mình ra mình để bóp xong rồi mình chà cũng được. Nói chung là mình chà trước hay chà sau gì cũng được chứ. Những người ít da thì mình chà trước, những người nhiều da thì trước mình chà sau. Miễn sao mình làm cái cái phát kịch là cái giống như một cái X-ray technician là một cái nurse cái phát kịch là một cái quá trình mà làm như một cái làm đủ thôi, làm trước làm sau gì cũng được, không có quy luật nào. Ở cái đó phải làm trước, cái đó phải làm sau nha các cô chú anh chị, cứ yên tâm. Cái mình quên thì mình làm sau. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái trình tự mình làm thì nó sẽ dễ hơn. Nếu mà lỡ quên thì mình làm sao cũng được. Nói chung là cái nào mà cô chú anh chị cứ nghĩ là tốt nhất là mình cảm thấy sạch nhất thì mình làm theo cách của mình. Trước sau thì cũng được, chà chân trước, chà chân sau. Tùy thôi. Nếu mà cắt da nhiều quá mà dày á thì mình để khoảng 5 chút mình bớt xong rồi mình chà. Thấy cái nào nhanh thì mình làm. Oh, I don't want calluses for me. No. No, I need them. Okay. Oh, you need it? I need my calluses, yeah. She's okay. Dancing. Yeah. She's dancing. What about you? Because I'll be walking. No, I don't want them removed. You don't want them removed? No. You don't want to clean this up? No. Oh, yeah. Well, I have to go walking around a cobblestone street, so... Mà này bao không thích chà gót barefoot, so you need all the cushioning you have on your feet. Chứ không phải là người nào cũng thích chà đâu, cả nhà thấy chưa? Thì người ta không thích thì còn khỏe cho mình nữa. I'm happy. You're happy. And this young lady don't have much calluses on her foot. Yeah, baby skin. Bây giờ mình sẽ làm shellac cho bạn. For pedicure, right? Four people? Four of us. Okay, pick your color. Bốn người nó tới cả nhà. Mà cả nhà thấy không? Nhằm anh chị, cô chú này kia, mấy đứa em này kia nó hay comment hỏi gì chứ. Ôi chị ơi làm vậy được không? Ôi chị ơi làm vậy có lát lon không? Cứ yên tâm ha, nếu mà mình làm, chú anh chị hỏi xài cái bon nào để làm sao lát mà nghe mình xài cái bon này nè. Là cái nước mà mình làm để cho nó thường cái móng của người ta có dầu đó, mình dùng cái này để cho nó đừng có bị. Với lại cô chú anh chị nhiều khi qua bên đây á, cái mình nói sao mình nghe người ta nói ơi, mình nói tiếng Anh dở quá này kia kia nọ. Cái tiếng Anh không quan trọng, mình học từ từ mình sẽ biết thôi. Cô chú anh chị đừng có ngại đó. Mà những người mà nói những cái câu đó đó, thật ra họ cũng không tốt, nhưng mà họ muốn giúp mình thì họ sẽ giống như mình, họ sẽ dạy mình thêm á. Còn này họ nói vậy là họ cũng không tốt mình nhau, đừng có ngại. Quan trọng là mình có được nhiều khách thích mình không, mình quan trọng là mình làm được việc hay là không thôi. Người Mỹ họ không có quan trọng là cô chú anh chị nói tiếng Anh giỏi hay là không giỏi, có quan trọng là
mình làm đẹp cho họ là họ mừng. Nè, để mình xem bản sức lao động của mình chứ mình không phải ngồi mình lấy tiền chính phủ của nó họ mới kia. Tại vì mình làm nail, mình cái nghề của mình làm nail, mình làm nail đẹp hơn bằng tiếng Anh của mình biết chút chút. Rồi từ từ mình học lên. Có người ta chê nói dội nói dở nhưng mà nói chung mọi người có cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau, mình không có ai bị gì ai được. Thì họ có nói về cái cô chú thì cô chú đừng nói. Nếu mà họ là một người tốt họ sẽ năng động khuyến khích cho cô chú ra học ra biết tiếng Anh nhanh hơn, giúp đỡ trong việc làm. Không gì tụi cô chú còn người ta gì mà gì mà tại ganh tị á, ta sẽ chà đạp cô chú để cho cô chú đừng có cơ hội học, đừng có cơ hội làm kiếm tiền lo gia đình. Những người mà chê bai tiếng Anh của cô chú anh chị khinh thường họ thật. Mình sống mình khinh thường những người đó, tại vì sao? Tại vì mình giúp được gì thì mình giúp, giống như mình xe mình biết làm cái gì, mình làm neo mình làm được những cái gì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ chia sẻ. Còn nói tiếng Anh cái đó là không quan trọng. Tại vì nói tiếng Anh cho giỏi mà cô chú anh chị làm nail mà dở thì họ cũng Mỹ nó cũng dẫn chửi lên đầu mình thôi. Tại họ không có quan trọng cái đó, tại vì nghề của mình là nghề nail chứ không phải là nghề của mình là nghề nói tiếng Anh mà để thông dịch viên thế này kia. Thành ra cô chú anh chị cứ yên tâm ha, mình cứ việc nói thôi. Không biết tiếng Anh không ngại, mình làm mình sức lao động để mình kiếm tiền, mình không có rửa tay vệ sinh. Dạ, cô chú anh chị đừng có ngại nha. Làm hết mình với nghề nghiệp của mình. Tại vì mình đã qua đây qua Mỹ rồi, mình đã theo cái nghề nail này thì mình phải yêu thương nó và mình đeo nó, mình làm cho hết với tất cả cái gì mà mình có thể. Tại vì đó là nghề của mình, nghề nuôi sống gia đình. Nghề nuôi sống bác sĩ nha, yêu thương nha. Bởi vì đừng có lo, những cô chú anh chị, những người mà đang chuẩn bị qua Mỹ đó, cũng có một số anh chị, cô chú, mấy đứa em nhắn tin là chị ơi em lo quá cho em tới Mỹ. Mấy đứa em mà có nghe được cái video này em đừng có lo, rồi đâu nó cũng sẽ vào đó thôi em. Nhưng ngày xưa cũng vậy thôi, nhưng mà thật sự mới qua thì tụi em cứ buồn để bữa nào mà mình có thời gian đó mình cứ làm cái video đó. Mày tiên quê đi. Kể về cái lúc mình mới qua. Rồi nhưng mà ngắn gọn với cả nhà là rồi đâu cũng sẽ vào đó. Nước Mỹ là một cái nước mà luôn ở đó nhưng mà tạo cho mình cơ hội. Và không nước Mỹ là cái nước mà không có phụ lòng những người mà cần cù á. Cần cù là cũng được có thì nói chuyện với cả nhà mà giờ mình sơn kết hết nữa là mình xong rồi ha. Mình xong rồi thì mình sẽ làm cách 3-4 người kế bên. Hai chồng mình cứ sáng 10 giờ lại làm tới chiều về đó cả nhà. Cứ vậy mà làm thôi. Một năm mình được đi chơi 1-2 lần. Mình đã xong rồi. Hai mình cảm ơn cả nhà. Chiều là sửa chứ mà rồi quay lớp. Ok thôi, bây giờ mình xong cái trên bả rồi thì mình you call me. Xin cảm ơn cả nhà đã cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau ha. Bye cả nhà. Bye.